Hello anh em, thì trong cái Big Summon siêu cấp mà tôi vừa hướng dẫn tải ở mấy hôm trước thì khi mà tải về thì có nhiều bạn thắc mắc là làm thế nào để tắt cái mớ dây dưa này nhìn như Spider-Man kéo thuyền này. Ok, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để mà tắt cái này. Thì cái này là một cái phần của cái mod Game Shark, và để tắt cái này thì anh em sẽ cần phải vào cái mở này lên Option Control. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống vào cái phần Game Shark này. Anh em sẽ tìm cho tôi một cái nút nào đó trên bàn phím mà nó không bị trùng, anh em nhấn vào. Rồi xong anh em nhấn Don rồi đi ra. Rồi thì khi mà anh em nhấn vào cái nút đó thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Thì anh em muốn tắt thì anh em chỉ cần click vào cái này. Đó vậy thôi. Và nó sẽ có khá là nhiều cái ở đây. Ví dụ như cái màu xanh thì là boss, cái màu vàng thì là Pokéloot, là mấy cái chết giống như này. Thì tôi sẽ ngồi tôi giải thích luôn từng cái. Thì ví dụ ở đây là bot nè, Soul bot, đây là bot Legendary là huyền thoại, cái này là Ultra Beast là mấy con bên Ultra, thế giới Ultra, cái này là Shiny, cái này là cái cổng mà đi qua thế giới Ultra, Shrine là cái đền, mấy cái đền kiểu đền chim băng, đền chim thần Alexstrasza gì đó, này là Pokéloot. Ok, custom là mấy con Pokemon kiểu có cái form custom có sẵn trong game á. Cái này không phải là kiểu mấy cái form mà mấy ông này đưa vô đâu, nó là cái kiểu khác cơ, của game á. Cái này là của game, cái form của game. Drawline là cái hình này đấy, cái đường này. Còn Drawbox là cái khối, anh em có thể thấy cái khối đây không đó. Box là cái khối, tắt cái này đi. Thì anh em nếu muốn dễ nhìn, anh em có thể bật cái mỗi cái box không để nhìn nó thoải mái hơn đó. Đó thì khi bật lên thì nó sẽ trông như này. Oh, và điền Suicune xuất hiện này. Adu, what the fuck, holy shit. Thôi tôi để chừng nào quay thì tôi bắt, cậu mẹ nó. Fuck, thôi bỏ em. Thôi tạm biệt em nhá. Ok, thì đó. Thì nếu mà bật lên thì nó sẽ như này. Rồi khi tắt hết thì đó. Đó chỉ thôi. Còn trong cái trường hợp mà anh em không thể gọi là không thể bật được lên đó, anh em chỉnh nút rồi nhưng mà anh em cũng không mở được lên đó, thì tôi sẽ có một cách fix sau. Ok, thì đây là cái mà cái Minecraft Launcher của chúng ta đây. Chúng ta sẽ nhấn vào cái này, File, rồi nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Chúng ta sẽ vào phần Config, vào kiếm cái Game Shark, đây cái này, đúng cái file này luôn. Rồi chúng ta xóa nó đi. Rồi sau đó anh em vào game lại là anh em sẽ mở lên được nha. Tôi thử rồi, nãy tôi cũng bị không mở lên được ấy. Xong tôi ra đây tôi xóa, xong tôi vô lại là được, ngon lành hết. Ok, anh em nhớ xóa đúng file Game Shark nha. Rồi thì đó là video của ngày hôm nay. Và nếu anh em thích video này thì có thể để lại cho tôi một like, một subscribe bên dưới. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở một clip khác.